Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 Rayon, và hôm nay chúng ta tiếp tục làm sách bài tập workbook. Phía sau quyển sách bài tập chúng ta có cái phần ngữ pháp của các bài học. Chúng ta tiếp tục với bài số 1, trang 65, vẫn đang cái thì quá khứ đơn nha, quá khứ tiếp diễn. Rồi sử dụng những cái từ người ta cho để mà đặt câu hỏi và viết câu trả lời. Cái mọi người đang làm khi mà cơn bão xảy ra, theo ví dụ dưới đây. Ví dụ câu số 1, Jenny bà ngồi trong công viên. Vậy là what was Jenny doing when the storm started? Jenny đang làm cái gì khi cơn bão bắt đầu? She was sitting in the park. Cô ấy đang ngồi trong công viên. When the storm started, khi cơn bão bắt đầu. Câu số 2 của chúng ta là Henry và đi bộ trong rừng. What was Henry doing when the storm started? He was hiking on the in the forest. What were they doing when the storm started? They were watching TV. What was he doing when the storm started? He was taking a taxi. What was she doing when the storm started? She was doing the washing up. What were the children doing when the storm started? They were doing their homework. They were doing their homework. Họ đang làm bài tập về nhà. Qua bài số 9 trang 65, hoàn thành bài test này với những động từ chủ thì quá khứ tiếp diễn past continuous. Ok, thì quá khứ tiếp diễn thì dễ rồi. Hầu hết mọi người là chủ ngữ số nhiều, các bạn xài were nha. Và động từ của chúng ta là thêm ing vào thì chúng ta làm bình thường thôi. Người ta đã nói là thì quá khứ tiếp diễn rồi, cứ thế mà chia thôi. Tiếp theo the major, cái ông này là chủ ngữ số ít, chúng ta xài was. Was giving này. Ok. Câu tiếp theo, một vài người là số nhiều rồi, các bạn xài were. Và động từ của chúng ta là watching. Ok. Câu tiếp theo, những người khác là số nhiều, các bạn nhớ xài were nha. Và take, các bạn thêm ing vào, bỏ e thêm ing vào. Taking, park in là một cụm từ. Câu tiếp theo, đất là chủ ngữ số ít, đất rung lắc, đất là chủ ngữ số ít, xài was shaking, và nhớ bỏ e đi, shaking. Ok. Rồi, hầu hết mọi người ở Mansfield đang thưởng thức thời gian của họ ở hội chợ địa phương thì một trận động đất xảy ra. Cái người này đang có một bài phát biểu thì động đất bắt đầu. Một vài người đang xem những màn trình diễn, trong khi những người khác thì đang tham gia vào các cuộc thi. May mắn mặt đất rung chuyển trong một vài phút thôi, và động đất nó không làm thương ai cả và không phá hủy tòa nhà nó hết. Ok, qua bài tiếp theo, đó là cái bài thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn trộn lẫn với nhau, và chúng ta cần phải phân biệt cái nào là thì quá khứ đơn và cái nào là thì quá khứ tiếp diễn. Rồi, câu 1, what was the storm like, cơn bão như thế nào? The rain, cơn bão như thế nào? Để chúng ta coi mưa này, và gió thổi qua cây. Vậy là ở đây, the poor, thêm y đi vào quá khứ đơn và blow thành blue. Rồi, what were you doing? What were you doing? Bạn đang làm gì khi mà vụ nổ happen? Thêm y đi vào. Một cái là hiện tại tiếp diễn, một cái là quá khứ tiếp diễn, một cái quá khứ đơn. Tôi đang làm bài tập về nhà, đó là I was doing my homework. Emma đang ở ngoài, trong trời mưa hả? Đúng rồi, cách đây vài tiếng đồng hồ thì cô ấy đang đi tới. She was coming. Và đây là quá khứ đơn thôi. Came. Và pick thêm y đi vào. Lấy cái dù. Và walk đi bộ ra khỏi cửa. Thêm y đi vào. Rồi, xuống dưới đây. Tôi gọi cho bạn tối qua nhưng mà bạn không trả lời. Chuyện gì vậy? I called you. Quá khứ đơn. But you didn't answer. Quá khứ đơn luôn. Quá khứ đơn luôn. Tôi đang lái xe là I was driving. Tôi đang lái xe về nhà sau giờ làm. Khi tôi nhìn thấy I got in a car crash nha. Tôi một cái là quá khứ tiếp diễn, một cái là quá khứ đơn. Rồi, sang bài số 11 trang 66 luôn. Hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn. Mẹ của tôi và tôi đã đi tới siêu thị vào ngày hôm qua này. Chúng tôi tìm kiếm những cái item trong cái shopping list. Thì chúng tôi nghe thấy khi mà chúng tôi đang là we were looking, đang xem danh sách mua hàng, thì chúng tôi nghe thấy là
hear trở thành heard quá khứ đơn, một tiếng ồn rất lạ. Sau đó thì tôi đã nhìn thấy là saw khói đến từ phía sau một cái cửa hàng. Nó it was a fire, nó là một đám cháy. Mọi người ran out of the supermarket, thì lính cứu hỏa đến đến này, a fire này, quá khứ đơn. May mắn thay, lửa đã không làm thương ai hết, lửa không làm thương, ám cháy không làm thương ai cả, didn't injure. Và mẹ của tôi và tôi cảm thấy là feel chuyển thành fell, quá khứ đơn, nhẹ nhõm khi chúng tôi về nhà, got back home, got back home safe, về nhà an toàn. Rồi ok, đó là cái bài số 22, Unit 2, tất cả cái ngữ pháp của Unit 2 nha.